Bao Bối Nhĩ, Bao Tịnh Văn, cặp đôi cực ố rể của showbiz Hoa ngữ. Trong làng giải trí Hoa ngữ, vợ chồng Bao Bối Nhĩ Bao Tịnh Văn được coi là một trường hợp lạ theo hướng ố rể. Nam diễn viên Bao Bối Nhĩ nhiều lần bị chê trách vì bản tính trăng hoa, thường sáng mắt khi thấy gái đẹp. Vợ anh là Bao Tịnh Văn cũng gây hoang mang chẳng kém vì quá ghen tuông. Dù không sở hữu ngoại hình nổi trội, nhưng Bao Bối Nhĩ vẫn được khán giả yêu thích qua những bộ phim như Gửi Thanh Xuân, Chào Mừng Đến Với Summer Town, Mật Thám Hoan Hỉ, Tuổi Trẻ Lồng Bồng. Đặc biệt năm 2015, khi trở thành thành viên của show ăn khách Chạy Mau Nào Anh Em, sự nghiệp của Bao Bối Nhĩ lại càng có bước tiến lớn. Thế nhưng, đời tư của tài tử họ Bao cũng nhiều lùm xùm, lắm thị phi. Bản thân Bao Bối Nhĩ từng chia sẻ rằng anh từng ăn cơm trước kẻng với một bạn nữ và phải đưa cô gái này tới bệnh viện để giải quyết. Không chỉ vậy, việc kéo bè kéo lũ tác động vật lý với nhau cũng chỉ là chuyện thường như cơm bữa với anh mà thôi. Điều khiến khán giả choáng nhất là Bao Bối Nhĩ ghi chép lại thành tích cô gái của bản thân và hết sức tự hào vì thời đó đã có tới người bạn gái thứ 74. Đỉnh điểm là nam diễn viên từng kiếm được tận 7 hồng nhan tri kỷ cùng một lúc, tận hưởng cuộc sống của vi tiểu bảo ngoài đời thực. Đặc biệt Bao Bối Nhĩ còn thích trêu chọc, thậm chí là quấy rầy những cô gái xinh đẹp có vóc dáng quyến rũ, bao gồm nữ diễn viên Liễu Nham. Ngay cả mối nhân duyên giữa anh và bà xã Bao Tịnh Văn cũng được bắt đầu từ sở thích ố rể này. Lần đầu gặp gỡ Bao Tịnh Văn dưới mái trường Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Bao Bối Nhĩ đã chú ý tới đàn em xinh đẹp này. Còn Bao Tịnh Văn theo đuổi Bao Bối Nhĩ theo cách lạ lùng là đòi đăng xuất khỏi trái đất. Trên người Bao Tịnh Văn vẫn còn để lại vết sẹo sau màn tỏ tình, được cô coi như minh chứng tình yêu. Đến năm 2016, Bao Bối Nhĩ Bao Tịnh Văn cuối cùng cũng tổ chức hôn lễ, chính thức về chung nhà sau 11 năm yêu nhau. Tuy nhiên, đúng với câu vui thôi đừng vui quá, ngày đại hỷ của cặp đôi họ Bao hơi bị lắm ồn ào và khán giả cho rằng họ đều nợ Liễu Nham một lời xin lỗi. Cụ thể thì Bao Bối Nhĩ và dàn phù rể đã bày trò không đúng mực để trêu chọc Liễu Nham, khiến cô suýt hớ hình trước bản dân thiên hạ. Nếu không phải Giả Linh kịp thời ngăn cản, bảo vệ đồng nghiệp thì khó mà đoán nổi chuyện gì sẽ xảy ra với Liễu Nham. Hành động của Bao Bối Nhĩ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của khán giả. Thế nhưng cặp đôi Bao Bối Nhĩ, Bao Tịnh Văn lại chẳng nhận ra sai lầm của bản thân. Nữ diễn viên họ Bao lại chỉ lo lắng rằng ông xã sẽ bị ảnh hưởng bởi lời ra tiếng vào của dư luận. Bao Tịnh Văn luôn coi ông xã của cô là số 1 trên đời, dễ dàng khiến các mỹ nhân showbiz đình đám đổ dạp. Chẳng hạn như cách đây không lâu, nữ diễn viên này còn chia sẻ trên sóng truyền hình rằng cô rất lo lắng Tôn Di sẽ yêu Bao Bối Nhĩ vì họ từng khóa môi trên màn ảnh. Ngoài Tôn Di, Bao Tịnh Văn còn nghi bóng nghi gió và xếp các sao nữ như Giả Linh, Triệu Dịch Hoan vào danh sách báo động đỏ để phòng nghiêm mật chỉ vì họ từng hợp tác Bao Bối Nhĩ. U là trời, xem ra chị đẹp họ Bao thích nghĩ ngợi lung tung quá rồi đó. Khán giả vẫn luôn hoang mang với vợ chồng Bao Bối Nhĩ Bao Tịnh Văn, người thì trăng hoa, coi việc ở bên bà xã dài lâu như nỗ lực lớn của cuộc đời, người thì quá lụy tình, thích ghen tuông một cách vô lý. Mà thôi, chuyện tình cảm vốn như người uống nước, tự biết ấm lạnh, người ngoài cuộc như chúng ta cũng không tiện bàn bạc quá nhiều về mối quan hệ giữa họ. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.